Đi 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 thôi cá luôn hả? Nó to quá, keo nó không có bình thường. À đây là đường xuống đập nha các bạn, đi qua một cái buôn, còn đây là cởi bờ đập rồi nè. Mình không biết đây là buôn gì nữa, nhưng mà ở đây có một cái nhà hàng nổi nha các bạn, ở Cư Né. Cứ nói đến nhà hàng nổi Cư Né thì có mỗi cái đập này là có nhà hàng nổi ở Cư Né thôi nhá, ở huyện Cờ Rông Búc nha các bạn. Đập bây giờ là đang mùa khô nhưng mà vẫn rất là nhiều nước luôn. Mình sẽ vô một cái đường hẻm để rô tới được cái bãi câu nha các bạn. Đây, vô đây nè các bạn. Cái bãi câu này vô trong đây là mình sẽ câu được cá hơn nha. Mình câu hai lần ở cái bãi này rồi. Đó, cũng gần thôi, chạy vào tầm 100m là tới bãi câu nha các bạn. Có mấy anh em đang tới đây trước rồi, đang câu cá với nướng cá ăn ở đây sẵn rồi nha các bạn. Này nước lên cao dữ. Dạ. Có cá chưa anh? Dạ lên xíu anh. Mới nướng được 2-3 con hả? Rồi ok, bây giờ hai anh em mình ra cần nha các bạn. Em mình thì câu đài cần cây xanh mấy con cá ở gần bờ nhé. Còn mình là sẽ set up hai cần máy, mình câu lăng xê 10 gạch nha các bạn. Mình đi săn mấy con cá khủng ở đập này nhé. Mong là ngày hôm nay sẽ lên cá nha các bạn. Hai cây cần máy mình sẽ săn cá lớn ở ngoài xa nhé. Đó, nó không ăn thì thôi chứ nó ăn là dính cá lớn rồi các bạn. Còn cá nhỏ nó vào gần bờ thì cần cây câu liên tục. Ok, ra đồ xong xuôi rồi, mong là sẽ lên cá nhé. Đập ngày hôm nay rất là đẹp luôn nè. Đó, mình sẽ để cái máy quay ở đây để quay cái cảnh cá kéo cái cần máy nếu có nha các bạn. Hy vọng sẽ lên cá. Mình cũng ra thêm một cần cây nữa nha. Đó, mình ra thêm một cành cây để săn hàng cùng với em mình. Hy vọng là sẽ lên một con cá nào đó để mà tối nay có cái mà nướng nha các bạn. Câu ngày hôm nay mình sẽ câu từ chiều cho đến tối luôn nhá. Có cá nha các bạn. U cái kéo kìa. Cong kìa. To nha. U ghê chưa? Con này to lắm nha. Trời ơi, phê, ui ôi, chạy kìa. Khiếp. Con này co lắm nha. Quá dữ. Hôm qua con cũng ngang cỡ này hả? Kia hả? Câu mồi gì mà chấm anh hay cơ. Chưa đâu, cá chấm khỏe lắm. Ui ui, chạy. Ui, nó chạy kìa. Sao chạy lâu nhờ. Cờ cờ đạt ơi, cờ cờ này vợt, nó đuối này vợt. Ui, nó chạy nè, để ở đây rồi. Ui, nó pha lao kìa. Ui ui. Chưa. Đâu, có đẹp. Câu được chấm luôn, đẳng cấp thiệt đấy chứ. Đẳng cấp ghê chứ. Kia cũng câu được mà sảy, nay câu được đạt vượt cho hết chạy. Chấm mật, chấm mấy ấy.
con này mẹ nó run về quá về run run chứ luôn mấy cái này xảy mất được. Coi như là về nó được con này rồi về cũng quá ngon rồi, được nồi canh chua được tiếng được nửa ngày câu hay nhỉ. Để chụp tấm hình khác để ra dân quay đầy đấy mà cần gì chụp chụp hình trong vợt á. À, chụp để, có để lại chụp. Thôi quang rồi các bạn ơi, các bạn nhìn mây nè, mây mù đang kéo tới rất là nhiều, từ đầu chân trời này tới đầu chân trời bên kia luôn. Kiểu này là chắc chắn là xíu nữa sẽ mưa cỡ nha các bạn. Đó, đang sấm chớp rất là nhiều, gió thì rất là mạnh luôn, gió mát lạnh của hơi nước nữa. Bây giờ chắc là phải thu đồ về thôi các bạn ơi, sẽ đi kiếm cái bãi câu khác để câu nha, có thể trú mưa được nhé. Ui cá bự. Nguyên. Xin chào các bác nha. Bây giờ bắt đầu ra cần câu nha các bạn. Điểm câu ngày hôm nay là đập cắm 2 nha. Đang buổi tối nè. Câu ngay cống xã nha. Đó, chỗ này họ mở cái cửa xả lên là nước nó dồn xuống hết đây nè. Bây giờ họ đang đóng lại rồi. Câu ngay góc này luôn. Bên đây là cái bờ bậc thang, bên kia là bờ bậc thang. Nước dưới đây cầm 3 mét nước nè. To không? Gì á mày? Bát liệm. Đổ má sảy con 2 kg rồi. Ồ, lên cá, chép vàng à. Vô hồng á hả? Đâu quay nè. Cá này lai quá rô. Mấy cái con ăn nhịp nhịp này đâu phải là chép đâu, rô với vô hồng hết mà. Rớt mẹ mất rồi. Đúng rồi, hết đấy. Vô vợt. Hên vãi cả đá. Dạ, dạ. Đúng rồi, đâu. Rớt ra ngoài mà rớt đúng ngay cái vợt mà cá số này con này lại là số chết. Để cái vợt đó sẵn rồi. Nhắn. Số chết rồi. Dạ rồi. Quá là hên. Thế đạt câu rồi mẹ. Chắc vàng là thế nào? Ôi, Thảo dính hàng khủng rồi. Đâu nhỏ đâu, to mà. Lên đây này, chạy lên đây, chạy lên trên. Ôi cá chê đó, cá chê đó, cá chê rồi. Cá chê, chê rồi, chê khủng rồi. Chính chê khủng rồi. Em xã ơi, bế tiger em xã ơi. Lại xíu à, lấy. Ô, to, đây, to, đây, to, đây, to, đây. To. Rồi. Đây, đây, đây. Để em vợ cho. Ui, chạy kìa, chạy kìa. À, chú ăn xong đi chè đúng không? Phê chưa, phê chưa? Ôi nó chạy vô sát sát nè. Cẩn thận. Con này hơn tí. Báo cá cho Hải lên. Đúng má. Báo cá cho Hải đi. Báo cá Hải lên để cho mình. Đây đây. Quá đỉnh. Ô con này bự về chứ. Ô con này hơn ký rồi. Hơn ký. Ô bự. Phê phê. Hải Hải. Có ngạn không? Có ngạn không? Ui. Sao có ngạn? Có ngạn. Ngốc lên cái hũ sữa chua. Thế mà kêu cá giòi. Đủ cái pha đầu nhìn sợ ghê ấy chứ. Pha đầu biết cái con đặt sảy nó to cỡ nào rồi. Ừ. Rồi.
Quá khủng khiếp. Cẩn thận nhảy rớt ra ngoài, một người hỗ trợ bỏ vào nè. Thảo đâu? Không, hai người. Ừ. Có vợ đầu tư mà khác rồi. Về có cá nấu cho vợ liền hả? Quá ghê. Nhức nát. Bài thật cá gì à? Đục con tôm, con tôm, tôm to vãi luôn nè, nè. Tôm. Rồi đâu rồi? Đưa sọt đây mày. Bắt tôm, bắt tôm mới móc câu mày. Móc câu cái gì? Nhất quá, nhất quá. Nó dài quá. Báo cá nè các bạn. Cá chê nè, cá rô nè, cá chép nè, tùm lum loại cá hết. Rô nè, rô nè, dưa hồng nè, cá trắng nè, chê nè, chê 1, 2, 3 con nè, à, cá chê nè, con này to hết. Chê, đó, cái bụng nó lên nó mới thấy rõ được. Ok. Lúc này đang còn câu nè, nhưng mà chuẩn bị về rồi, 10 giờ rồi. Đập cắm 2 nhá.